Và nhắc đến nghệ sĩ nhân dân kỳ nữ Kim Cương, chúng ta sẽ nghĩ ngay đến những vai diễn để đời của bà như Diệu trong Lá Sầu Riêng, hay Trà Hoa Nữ trong vở Trà Hoa Nữ, hay Bông Hồng Cài Áo và bên cạnh đó là Dưới Hai Màu Áo, một những vở kịch rất kinh điển. Nhưng ít khi trong số chúng ta biết được đằng sau ánh hào quang của sân khấu, kỳ nữ Kim Cương cũng có những nốt thăng trầm trong cuộc sống và đời sống tình cảm. Cùng với tất cả những điều đó được bà ghi lại trong cuốn hồi ký Nghệ sĩ Kim Cương Sống Cho Người, Sống Cho Mình. Và đây là đặc biệt lần đầu tiên bà kể về những chia sẻ tình cảm dành cho người cha đã qua đời từ rất sớm của mình. Đến với sân khấu khi chỉ mới 18 ngày tuổi, trở thành một kỳ nữ được khán giả thương mến từ khi còn rất trẻ. Dường như một cuộc đời đã định sẵn nghệ sĩ Kim Cương sinh ra là để hát, để diễn, để hy sinh đời mình cho nghệ thuật. 40 năm với nghề và 80 năm với đời, bao đắng cay, hạnh phúc, vinh quang, tuổi hơn đã được nghệ sĩ nhớ và ghi lại đầy đủ trong cuốn hồi ký Sống Cho Người, Sống Cho Đời. Cuốn hồi ký được chia làm 4 phần gồm 25 câu chuyện. Theo đó, mỗi phần, mỗi chương sách là một vở kịch tàu hóa soạn sẵn, đắng cay, hạnh phúc trên sân khấu, trong cuộc đời là những điều rất thực mà nghệ sĩ Kim Cương đã hết lòng sống và yêu. Là người không bao giờ sống nửa vời, ở lĩnh vực nào cũng đi đến tận cùng mới thôi, nên trong tình yêu cũng vậy, bà yêu với tất cả đam mê cháy bỏng, do đó khi đổ vỡ cũng đau khổ đến tận cùng. Đã yêu và đã cô đơn đến tận cùng tuyệt vọng, song Kim Cương của bây giờ đã có thể bình tâm nhìn lại đau khổ để thấy rõ hơn cuộc đời. Và hơn ai hết, Kim Cương là người hiểu và đau nhiều hơn trước những nỗi đau mà kiếp người nổi trôi phải hứng chịu trong cuộc sống vô thường này. Chính vì thế, nghệ sĩ nhân dân Kim Cương luôn tích cực trong những công tác thiện nguyện, để rồi trở thành mẹ, thành chị của những em nhỏ mồ côi hay những người khuyết tật.